Trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy đã có buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ, chia sẻ về đời sống thường ngày của cô, chuyện nấu ăn, trang trí nhà cửa. Điều đáng nói là trong đoạn livestream này, cựu hoa hậu để mặt mộc, không trang điểm, cũng không kịp chải tóc do vừa ngủ dậy. Việc này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người. Nhiều người cho rằng mặt mộc của Mai Phương Thúy lộ rõ những khuyết điểm như quầng thâm ở mắt, gương mặt nhợt nhạt. Tuy nhiên, chính người đẹp sinh năm 1988 cho biết cô rất tự tin vào mặt mộc của mình. Vâng chị ạ, mặt mộc em cũng không đẹp đẽ gì, nhưng mà em mới đi làm chân mày, em vẫn không còn là mỹ nhân không lông mày nữa rồi, nên là em rất là tự tin mặt mộc. Trong đoạn livestream, Mai Phương Thúy cũng cho biết cô nói sửa nhà 3 tháng rồi vẫn chưa làm do bận quá nhiều việc, không có thời gian để chăm chút cho chỗ ăn ở của mình. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006, nhưng đến nay Mai Phương Thúy vẫn giữ được sức hút của mình, thậm chí được đánh giá là ngày càng gợi cảm hơn. Vài năm trở lại đây, cô không hoạt động nhiều trong showbiz mà tập trung vào công việc kinh doanh bất động sản, chứng khoán. Trước những tranh cãi về mặt mộc của mình, Mai Phương Thúy vẫn khá thoải mái. Cô khẳng định không ngại khoe mặt mộc và tự tin về khuôn mặt khi chưa trang điểm của mình. Việc mắt có quầng thâm và làn da thiếu sức sống là do mấy hôm nay cô và ekip phải thức xuyên đêm để hoàn thành khối lượng công việc lớn.